Chào các bạn. Chào các bạn. Đây là hai tango. Chúng ta đi vào đây để mình ăn cơm niêu. Hôm nay chị Si mặc đồ giống. Chị Si mặc đồ giống mẹ két két. Chủ chưa thấy mình. Ủa, bà chủ, bà đại gia, bà chủ thấy. Bạn có bà chủ mà. Đi ăn lén mình ha. Ở nhà giờ vẫn ba mẹ em cũng sinh nhật ngày 5 tháng 1. Giống sinh nhật Thanh Mai luôn, bằng với Thanh Mai. Nó năm ngoái đúng không? Em Việt Nam thì Happy birthday. Happy birthday Hằng nha. Vô đây ngồi luôn. Ở đây nè. Vô đây ngồi luôn đi. Hay ngồi bên kia hả? Chắc ngồi đây đi, năm cười ha. Hội à, hôm nay đông quá. Em mới chưa ai ký vô chưa. Chút nữa tôi khai trương nha. Trương khai ra mình cái trường mới chăm chỉ không có cười được nhiều. Đây bà chủ Chi Di tất bật không, nhà hàng quá đông. Tôi nói tôi mới chăm chỉ nhà hàng đó tưởng bị té bị bầm. Bị té gãy tay được bầm. Bữa nào đâu thấy có đâu sao mà tự nhiên bị bầm. Bầm đây này nè. Thấy không? Nè nữ hoàng ăn uống. Chào các bạn. Ngồi ăn đi ăn đi. Có hải sản đúc lò nữa kìa. Đi sớm nè em ở đó. Để hả? Này là con ăn nó lâu vậy. Đúng rồi. Mới hỏi tình cờ
niêu mà phải cơm đem cơm niêu phố à, cơm niêu đem cơm à. Cơm to cơm của Lê Quang á. Lê Quang ăn đủ không? Đủ rồi. Lê Quang đem theo cơm, ăn cơm từ lúc sửa tới giờ là không vô à? Hả? Có ăn vô rồi. À, anh chưa vô. Anh là người tin vô mà. Coi chừng nóng nha ngoại. Đây, cơm niêu. Bốc cháy ở dưới này. Ngon quá nè. Cái gì vậy? Hello, đây là chị. Ba rọi duyên. Duyên giò. Ngon vậy? Ngon. Hai đứa đang chưa thử. Đâu nãy còn cao cao là uống nước nóng mà. Tim xào đậu que. Hả? Quá nhìn ngon quá vậy. Cá diêu hồng thiên xù hả? Cá diêu cá thiên xù nước mắm mà, xoài nước mắm. Bà chủ vẽ cá cho bà Tám ăn. Bà con tay mà đâu có vẽ được đâu. Tự vẽ cá thì bà ăn luôn. May là tôi còn cái bãi tôi ăn cơm của bà đó. Bà đút tôi ăn hả bà chi? Bà thấy hôm nay nguyên một nhà gì đâu, từ thời gian bà không cũng còn biết. Không còn biết hả? Nhưng mà còn cái tay trái là bà phải đút cho tôi ăn. Hôm nay mời bà Tám cầm thơ tới ăn lại sinh nhật bà mà nó đông quá trời đó. Không có thời gian để bà ngồi xuống để mà bà nói chuyện với bà. Má nhà hàng đông nó mừng quá hả kìa. Dạ, cũng cảm ơn bà ngồi ủng hộ rồi bạn bè rồi. Ta nói như là dễ cá được. Nhưng mà tôi không có đi thuyền luôn, tôi lo không có đi thuyền đâu. Mà mấy bữa nay là có đông giống gì không? Đông hoài vậy không? Ngày nào cũng đông vậy không? Thứ hôm qua nó cũng đông mà đông không bằng hôm nay. Hôm nay đông, bà biết tại sao hôm nay đông không? Bà đi lễ hả? Có cái hơi của tôi với chậm. Vậy hả? Nghe nói là bà Tám tới vậy sao? Chúc mừng chị Chi Chi nha, cơm niêu. Cơm niêu mãi thành công. Nay hai bà mặc đồ đôi. Con hình như là hết rồi con đây. Cà phê muối coi như đắt quá trời, ngon không? Cà phê muối coi như là sắp sửa là ai đi cô sẽ nổi tiếng về cà phê muối. Bây giờ nếu còn 1 giờ mà sắp hết rồi. Nhưng mà để cô đồ ăn ở đây là khỏi chê. Là làm một cái đêm tới đây ăn cơm thôi là cuối cùng mới ra bưng. Chị Di ơi, cho thêm một cái cơm niêu nè. Vâng ạ, để em lấy xong. Dạ. Đấy, cơm khoai mỡ của bé Két. Canh. Mình còn thêm món gì không? Canh hả? Mình còn canh thêm cá kho tộn đúng không? Đúng rồi. Tôi nói thiệt với bà nha. Nếu mà cái tay tôi mà tính nói nếu mà cái tay mình không có gãy là mình đi bưng cả đúng không? Ra phụ phải không? Mùi thơm mờ cái kiến luôn. Nước mắm cũng ngon. Mắm có. Cơm niêu ai tăng hổ à, cơm niêu ai tăng hổ. Két. Két hồi nãy Két nói cái gì kìa? Nói gì đi nghe đi. Gì có? Thấy đó giờ là cái gì ngon nhất. Vậy á hả? À, bạn nói tự khen ha. Bà Két mà khen này là cô cho đi biết là cô cho đi sắp rất tài đó. Ngon quá. Nó đó nhìn ăn cơm mà tiện có thấy cái mà ngon nhất. Ngon hết tất cả bô xa luôn mà. Cơm gia đình. Anh nói cơm cháy ngon nữa. Cơm cháy ngon. Cái đặc biệt ở đây là cái niêu á, mình nấu lên có cháy. Bữa nào anh hai á, đem cái gạo này tới cho em làm cho cái niêu riêng. À đúng rồi. Đặc biệt cơm cháy, niêu cháy Lê Quang. Anh biết hai ăn cái gạo này không? Chị Phương Huế. Vậy nó sao eo không ấy?
em nói trời ơi giờ em làm gạo này có mình ăn qua nó chị ăn nhưng mà em có làm gạo nâu anh ăn có bị lên đường không biết mọi người chưa ăn được gạo nâu của Mỹ nó gọi là brown rice đây như tiền hàng quốc luôn ngon quá ngon quá ngon quá ngon quá ngon quá đó cơm cháy đây bây giờ mình làm cháy cho Linh Trần ăn luôn đó đây nè thấy không đó, thơm ơi là thơm ai ăn cháy em mới két đây con được chưa được chính chủ nhân ca sĩ Chi Di Vân Chinh bây giờ cơm chị, cháy bây giờ chị là chuyên viên nạo cháy đúng chuyên viên nạo cháy luôn đó thấy không ra là sạch bách luôn sạch bách luôn cái này cũng sạch bách luôn nè đây nó không có bị dính như tiệm của Hàn Quốc được vinh dự ngày mai đến nữa đi sẽ được cạo ba luôn chi gì ba luôn bữa ba cái xe lăn đi đi sân bay bà này ngồi cá kho ngon chứ gì nhà cá kho ngon Linh Trần là chuyên viên mà nấu ăn mà cho nên là khen ngon cá kho ngon sạch bách luôn á em chưa ăn mà đã sạch bách rồi nè ngồi em ăn sau thì đây chị mới làm món riêng đặc biệt cho Linh Trần ngon không má má ăn cái gì á cá kiêng cá kiêng hả mẹ ơi có cái cửa cá nó ăn canh rồi kìa sao gia đình của Hằng ăn sao cho ý kiến quán ngon hả ủa sao đưa bao lì xì không đưa cho đây ờ tưởng cho mình chứ đưa cho mình vậy hả đâu hay hả bác sao bác lì xì cho con vậy quá ba em sinh nhật luôn hả trời ơi ghê hả con cũng sinh nhật luôn nè bác trời ơi có bác đưa thiệt kìa trời ơi rồi cảm ơn bác dạ cảm ơn bác con vậy là con vui rồi vậy là con vui rồi à, vậy hả kêu quá nhiều quá nhiều luôn cá kho tổ này cũng ăn ha đem về quá trời nấu gạo gì mà sao nó dẻo đặc biệt đó là ở trên nó dẻo mà dưới nó cháy đó quan trọng là cái nấu cái cơm niêu này nó cũng là một cái coi như là một nghệ thuật luôn chứ không phải là nấu là nó ra gì đâu phải nghiên cứu biết cách không biết băng bao nhiêu cái niêu rồi đó phải biết cách mà bếp quan trọng là bếp phải rộng mà bếp không rộng không làm được cái này một lần nấu cả mấy chục cái niêu mà phải liên tục ơi chị ra trời ơi coi bà TG bà tiếp khách kìa ôi bà chạy kìa chạy té đi bà tôi đã té rồi đó bà té đi chị ăn thấy sao ngon ha rồi để đi no quá hả gì vậy hả cà phê muối hả cà phê đem từ bên Tisan qua đó à ủa Tisan cũng có cà phê nữa hả ủa bây giờ nó có Tisan. Boba chứ Boba bây giờ Tisan bắt đầu làm cà phê rồi ồ vậy đó. Hả mới hả cái muối mà cái uống á là cái muối là bên này làm cà phê là của bên kia ồ cho nên là kết hợp mà tinh hoa của hai bên
Rồi ghê quá, hèn chi nó ngon. Hồi nãy tôi có thử chút xíu, tại tôi không biết uống cà phê. Tôi thử xíu tôi cũng thấy ngon nữa. Dạ, cô. Dạ. Bây giờ chị cho em chờ chị có bàn rồi chờ. Nó núp lùm hả? Ok. Ở dưới nhà tôi có thằng Lê Giang là cái đợt mà đi Cam Thơ đi lễ của cái gì quanh lưng. À em nhớ rồi, em nhớ rồi. Trong nắng đông. Dạ dạ. Dạ, ô dạ. Dạ cô, cảm ơn cô. Tay nè cô, cũng đang đánh tennis với Đại Huy á. Chồng bẻ. Bẻ chân ổng cái giọng bẻ tay mình. Rồi chừng nào khám lại rồi. Dạ chắc cơ tuần đầu tuần coi gặp bác sĩ chuyên khoa rồi người ta sẽ coi cho mình. Dạ. Nhưng mà cũng ổn. Dạ ok cô, dạ con cảm ơn cô. Trời ơi cô đó cổ khen Cam Thơ ở ngoài đẹp mà mặt Cam Thơ đang sưng. Mà cổ khen bà tám các bọn. Có bà chủ bà làm rồi đó, mới trải khăn giấy lên bàn á. Ghê không? Giờ chủ làm luôn á. Ra làm luôn á, ghê không? Sạch nhất luôn rồi. Hết sạch. Hết sạch. Cái này cơm của Lê Quang. Sạch bắt, no chưa? No quá. Hôm nay là happy birthday bà Tám. Biết tưởng mà đi ăn ở đâu của con mà ăn cái món này. Thế là mời bà tới để ăn sinh nhật của bà. Bữa ăn sinh nhật rồi, hôm nay là mời bà ăn đi. Đúng rồi, món này ngon. Thì đó, sinh nhật của bà tôi tới tôi cũng không ăn được cái gì luôn. Bà ta cũng để dành nào, bắt sơ lại nhưng mà ướt quá. Chỗ nào cũng ăn như đó nên là không có ăn gì hết. Đây tôi ăn rau luộc không ẹt. Còn cái món rau luộc không ẹt nữa mà tại vì mấy đông nhiều đồ ăn mới rồi. Đâu rồi thì tôi sẽ ăn hết. Hồi nãy em nói với ké cái ngoại ngon quá. Cái ai cũng bật đầu hết á. Canh nè, canh ăn vừa miệng luôn. Phải mỡ ngon. Chết lâu. Nữ hoàng em. Nữ bye. Thượng lộ bình an nha. Bởi bảo đảm luôn. Chị thấy là ngoài là cũng được rồi. 90% luôn. Đây là cả quá cả quá ngoài. Không. Kỳ này quay mặt cái này không thấy mặt. Ừ. Không. Đúng lên. Mặt tao thấy mặt đẹp. Ừ. Mặt tao thấy mặt đẹp nhưng mà bị gãy tay. Ờ sao vậy? Bị chồng bẻ. Nhờ mặt tao mới biết. Ôi chồng mặt tao quá. Chồng bẻ tay. Đâu có mình bẻ chân ổng. Giờ bẻ lại tay mình. Quê. Tao không mời cũng đi nhôm quá trời. Cảm ơn chị. Hai người đều đẹp hết. Cảm ơn chị. Ăn chè nha, ăn ngon không? Ngon, ngon. Cá thập tổ với lại canh chua ngon lắm luôn. Ủa, chanh chua, không, chua à, mình chưa ăn. Có ngày mai mình ăn đi bà ta. Chưa mai ăn. Hai món là được rồi. Cá thập tổ ngon á. Ngon, cá thập tổ ngon, canh chua cũng ngon. Gần mấy miếng, ngay chỗ. Vậy là bạn đọc đến ăn nha. Ở nhà gần đây. Nấu cơm chỉ nhỏ mọt. Nhưng mà bà phải cầm lên là chị chưa không trên ở ngoài đẹp. Dạ. Mà hơi ở trong đó thì không được như vậy. Bằng em không? Đẹp bằng em không? Hả? Em với bà ai đẹp hơn? Ờ, không nói hai người. Chị nói bà đẹp hơn là em đi liền á. Thúy Vân với Thúy Kiều. Ai là Thúy Vân, ai là Thúy Kiều? Chắc Thúy Vân. Thúy Vân. Thúy Vân. Vậy em bị chồng bẻ không? Hai anh. Trời ơi, ông Quang bẻ tay em, anh biết hả? Nguyên cả thế giới biết luôn. Mỗi tháng người khác làm tám. Ủa là gì? Tôi làm tám đâu có đâu, chưa thấy. Mẹ con nói là con ăn lâu quá, con đi không nổi, ngoại kêu để ngoại bồng con. Ủa, kia hả? Ủa, kia đứng ra chơi chào đi. Khoe cái tay.
lộn lõi tay luôn mà. Trời, ông đứng này á, hỏi ông ơi đúng không? Anh bẻ tay tay thơ ạ? À? Ừ. Bẻ giờ ở trong cảnh sát rồi. Má ơi, đi đánh ghen mà đánh lộn chỗ. Đúng rồi, phải không? Trời, còn cái lý gì sợ luôn. Rồi, sao biết tay quá. Kinh nghiệm lắm nè. Anh kinh nghiệm mấy chục lần rồi. Giờ anh phải ủa, vô ăn ăn chưa chị? Trời ơi, ngồi chờ bạn. Ủa, vậy em ăn chưa? Em xong rồi. Mà cách chờ em á, đã có bạn chưa? Em ra là chị mới có bạn vô. Khách đông không? Rồi nồng nợp. Đi chiến đám cưới của người cháu ngoại mình kìa vui hơn bác. Coi em thấy vui quá trời. Bây giờ em cũng nhờ nhà bác tới 7 7 cô hả? 7 cô hả? 7 cô. Trời ơi, quá đủ. Đúng là 7 cô ta hồn vậy. Quay lại cái che che cái không dám cười. Rồi vô ăn món này nha chị. Ok. Chừng nào mới báo cái này ra. Hôm nay thả. Sao không cho fan nó ký? Ký rồi mà lộn ra rồi. Lộn ra hả? Cái này cái gì? Cái gì chưa? Bữa nào cái thứ ba đi rồi. Cái thứ ba là sẽ băng lâu hơn. Ủa tại sao? Tại vì cái phominin. Trời ơi đau chứ. Nên cảm ơn ông ngoại, cảm ơn cảm ơn Lê Quang. Kế trần nên đi ông nội bây giờ. Nó chui ra khỏi bàn ông nội luôn. Chúc TC coi như là ngày nào cũng đông như ngày hôm nay. Ngày nào cũng đông như hôm nay chắc tôi xuống thêm 5-10 pound. Rất là thương bà chủ, bởi vì tâm quá bà chủ phải lấy bàn trải bàn, lấy giấy trải bàn mà làm. Ngày nào cũng đông như bữa nay á là cho đi là xách mấy cái bao cho TC mượn. Tiền. Bây giờ là phải làm một ngày 2 ca luôn. Ca tối là mới ở đêm qua ở đây đến 1 giờ sáng. Sáng sớm rồi phải chạy đến đây rồi tiếp khách tiếp. Thành ra là từ những cái lúc đầu á rất nhiều bạn bè tới ủng hộ. Sáng này có chị Trang Thanh Lan mở hàng đông quá trời luôn. Đó. Thì cảm ơn tất cả các fan của bà Tám Cam Thơ đã xem cái clip ngày hôm nay. Nếu ai có dịp về Cali thì hãy ghé vào iTango thử cơm niêu tối tới hát karaoke. Cơm niêu iTango nha. Nói cơm niêu nằm trong khách sạn rồi. À, cơm niêu nằm trong khách sạn Ramada. Nhiều người sáng vô đây không biết là trong này cơm niêu. Nhìn vô sang quá. Tưởng khách sạn. Nhìn cái nhà sang quá. Nhưng mà thật tình ra là khung cảnh coi như rộng thoáng mát đẹp rẻ nhưng mà bán cơm thì cơm quê hả, nhưng mà nằm trong cái khuôn viên của khách sạn ai tăng vô nha, ở trong khách sạn, ở trong vô khách sạn đây không? Là phía ngoài nè đó, các bạn đi vô đúng trong này bên đây, đây là ngay cái cầu thang đó, gặp ai tăng vô ăn no quá thì đi lên đất khách sạn ngủ luôn. Rồi thank you mọi người, rồi bye bye. Chúc chi gì sao, chúc chi gì mã đáo thành công. Chúc bà mau lành cái tay nha. Rồi ok. Để cho đây tôi khỏi cậy con yêu cho bà. 8 Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.